Lại lấy tay trắng cho mà xịt này. Tay vừa tẩy nè anh em này. Tùy theo cho ta tẩy, đúng không? À, xịt nhôm luôn, thâm thâm đen đen. Tiếp tục bây giờ chúng ta tẩy ra ngoài nữa này, tẩy trắng như ngọc trinh luôn. Thì đầu tiên tẩy mình chia sẻ cho anh em cái clip này cái đã này. Đó, chúng ta nên ngừa chắn đi tìm tới những cái nơi mà chúng ta làm tiện cho nó ngon. Đấy, chứ nhiều anh em làm tiện như này thì không ổn đâu. Về nhà anh em thợ mình mang tiếng chết nha. Mất khách đấy anh em ạ. À, mất khách. Thì hy vọng rằng anh em chia sẻ. Đấy, chúng ta hãy chọn. Ở đây là chúng ta không có cái tình nghĩa anh em cả. Tình nghĩa anh em là phải làm được. Đấy, còn không làm được thì chúng ta phải đi nơi khác, tìm một cái nơi mà đẳng cấp nhất để chúng ta làm. Ở đây đơn giản là cái máng nhớt, thợ làm như này hư hết, chưa kể các bạn lắp vào cạ thần lốc này. Ở thời buổi 4.0 chuẩn bị 5.0 mà thợ tiện làm như này thì toang hết, chưa kể nó cạ vào đây nữa, nó kêu rột. Đó, nó sẽ cạ vào cái thằn này. Đó, nó là một cái cách. Ở đây là tình nghĩa anh em. Đó, mình chia sẻ anh em phải lưu ý. Ở đây đừng có nói là đẳng cấp. Đẳng cấp là quan trọng của một người thợ. Chúng ta phải đẳng cấp. Chứ ép cái này là toang hết. Trời ơi, là người máng nhớt này. Đó, xe này xào cặp bi này. Đây, cái này là anh em này cào cái nhông. Nhông này ra. Thì anh em không đổ cào, anh em lấy gì chặt này. Đó anh em thấy không? Đó anh em chặt để lấy cái nhông người ra. Rất ẩu. Đây các bạn thấy không? Đấy, một cái nhông này nó thiệt đẹp này. Các bạn phải lấy cái gì? Các bạn bỏ đây, các bạn gõ, các bạn chặt rồi. Bởi vì các bạn không có đổ rút. Cực ẩu. Thì làm một trong động cơ thì làm sao em được? Ổ bi này xào luôn rồi. Trời, ổ bi này quay kinh khủng luôn, sượng. Đó, khi các bạn chặt như này ấy, các bạn mà giữ lại viên bi ấy, các bạn chỉ cần ép gen không ấy, cho một ăn tiệm đấy, thợ sửa xe, thì khi các bạn khi mà ăn thợ tiện lắp cái dây này vào, cái bi này vào sẽ không bao giờ ngon. Bởi vì một cái lực các bạn tì trong này, các bạn trẻ thì đương nhiên viên bi này nó phải tì cái viên bi này để nó đẩy cái nhông này ra, thì vô tình làm viên bi sẽ bị sượng ngay. Đó, viên bi này quay còn êm này, chúng ta cảm giác cái tay quay đó nó sẽ êm hơn. Nhưng chúng ta phải thay cặp bi, thì có nghĩa này cặp bi chúng ta giữ lại. Đấy, chúng ta chỉ còn ép cái tay này không. Thì khi lắp viên bi này, ôi sượng ghê không. Nó quay cả rượng, nó cả khợn này không này. Đó, một cái tay đưa vào nó cảm thấy một cái gợn gì đó ở trong này. Thì đương nhiên một cái lực để anh em tì vào trong này để đóng được cái nhông này ra, thì đương nhiên cần một cái lực rất mạnh để tì vào cái lưng bi ngoài này, thì làm cái viên bi nó sẽ ẹo đi. Đó, nó sẽ ẹo đi. Rất ẩu, làm thế này thật sự mang tiếng hết. Đấy, ở thời buổi này mà một người thợ tiện để nhận làm một xe ga mà đồ không trang bị mà để làm thế này thì kinh khủng. Đồ hư hoàn toàn một cái máng nhớt. Với những anh thợ tiện có chuyên môn hoặc là có máy, cái máng nhớt này mở ra lắp vào hay là đụng chạm tới nó hầu như không thấy dấu. Không thấy dấu luôn. Đó, chưa kể trong này phải đập này. Nếu mà trong này loạn quạng là anh em sẽ cạo vào cái lốc này ngay. Cái vằn này.
nó cứ kêu rộp rạp ở đây. Đó, đây có vết, có vết cạ này. Đó, anh em thấy trắng không? Đấy, bình thường nó phải đen hết, nhớt mà. Đấy, ở khúc này nó có khúc cạ này. Đây mình sẽ soi cho mọi người này. Đó, nó sẽ cạ nhẹ 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 đây, sẽ sinh ra tiếng kêu rất khó chịu. Thấy chưa? Chết về một thằng thợ tiện nó ép cái gen cho các bạn này. Đấy, mình sẽ lau ở đoạn này này. Đây nhớt này, không ra này. Đấy, nhớt diễn đen nó như kiểu mà bạc nó bị hở một bên, một bên đấy. Đấy. Đây. Đấy các bạn thấy trắng không? Này nó lướt qua này. Đó đây. Đây các bạn thấy đen thui lùi không? Đó, mình sẽ quay cho các bạn thấy. Đấy giờ nó kêu rất khó chịu nha anh em, và gặp cái bi nó hơi bị xào nữa đây. Đây tay này. Trời ơi, ôm bi mà cái rường này khi mà ở động cơ nóng lên, khi mà chúng ta chạy ở vận tốc lớn ở khoảng 90.000 RPM. Trời thì ổ bi nó quay cỡ nào anh em, bi này này. Đó, ổ bi này còn ok này, tạm tạm như chúng ta phải thay hết. Đồ ẩu ghê gớm, nó đơn giản như ổ bi cam vậy thôi, nhiều thợ tiện đóng vào cực ẩu. Ở trạng thái nó bó thì đương nhiên nó chạy ở vận tốc cao, và đồng thời lúc này nó sinh ra nhiệt độ nóng thì đương nhiên lúc này bi cam sẽ nóng nha mọi người, và đồng thời sẽ bị bể thôi. Trời ẩu ghê gớm. Quá hết sức là ẩu luôn, mọi người chia sẻ. Đấy. Ở đây là không có tình nghĩa anh em nữa nha. Làm cái này là không có tình nghĩa anh em nữa rồi. Bất kỳ anh em nào cũng vậy. Đồ làm cái này thật sự lắp vào những cái gen này mất cảm hứng luôn. Này, mất cảm hứng luôn. Chưa ăn cơm em trai. Cho em vài cái chia sẻ đi mọi người. Đồ lấy cái gì các bạn, không có đồ để các bạn rút mà các bạn lấy cái cái đột hay cái gì các bạn xỉu ở đây thì quá ghê gớm luôn cho thời buổi hiện tại. Ổ bi này ghê thiệt. Này mà chạy nổ gan ti hoặc lên ga, ổ bi này không kêu mới lạ. Nó cả sượng rồi. Đó là cái này chúng ta chưa rửa dầu mới lôi ra này. Đồ hư hết cái máy, hư luôn cái gen luôn. Nản lòng luôn, tháo cái máy này ra cảm thấy chán, nản lòng luôn. Nhá, muốn cái gen này rục bỏ vào với chai luôn đó mọi người. Đó là một cái tai hại. Đó, nhiều anh em thợ cứ bảo làm máy xong ok rồi, không tìm ra đoạn kêu ở đâu. Nóng máy lên lại xào, không tìm ra điểm kêu ở đâu. Điểm kêu ở đây một thợ thiện giết các bạn. Đó. Và đặc biệt anh em làm gen thì anh em không thể nào tiết kiệm cặp bi. Cặp bi này chỉ cần chạy 30-40 ngàn cây, giá ra máy anh em phải thay. Không thể nào tiết kiệm đã, khách hàng bảo em giữ cho cặp bi này để làm tiết kiệm. Tiết kiệm không làm. Đấy, tiết kiệm thì có thể là mời anh khách này đi qua tiệm khác mở ra, mà chỉ ép cái gen này không, cặp bi thay lại gặp thợ ẩu này nữa, đóng này ra toang hết. Thì làm sao mà có xe ok được, nên anh em cứ bảo là ok bạn ơi, mình làm cái dê mình ép mới rồi, mình thay dọ rồi. Bi này thợ tiện kiểm tra ok lắm, nhưng không biết kêu ở đâu. Thì một cái xe ga này nó một là nó kêu ở đây chạm xào. Được chưa? Còn kêu sợi dây cam này quá bình thường rồi. Rồi tiếp tục quả bít tông. Nghe tiếng kêu là biết rồi. Rồi tiếp tục nó còn gì, cây súp bắp. Nếu nó bị rổ. Súp bắp mình đã bảo mọi người rồi, thay súp bắp là phải loại tốt. Đâu một cây nữa rồi. Đây. Này. Trời ơi, cái súp bắp xăng này ấy, các bạn thay thì bảo thợ tiện là nó phải bao. Bao không? Để sau tương lai á, khách hàng quay lại, anh em phải bổ ra, anh em mất tiền công thấy không? Mất cả nửa ngày trời đây. Ồ, nó kêu phải như xe tăng. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch. Đó, cái súp bắp này nó quá non anh em hiểu không? Không tè đầu thì bị rỗ. Nó không tè đầu thì bị rỗ miệng súp bắp. Nên nhiều thợ tiện này cứ bảo là chống cháy, chống bao, chống ông nội, ông ngoại. Nhưng thật sự đồ thật sự mới ăn. Thay cho anh em thợ, tiền thì không quan trọng. Nhưng quan trọng là anh có bao hay không. Mẹ các anh có thử nghiệm mẹ đâu. Các anh chỉ biết là lấy đồ về nhà, các anh xoáy, các anh ép. Tội nhất là những ông thợ tiện, khách hàng quay lại nó đốt tiệm bất kỳ một lúc nào. Nếu tình trạng này làm cái máy này khoảng 2 tháng, chắc chắn là con máy này làm khoảng 2-3 tháng.
là có thể là khách hàng gặp một người nóng, không bảo hành lại cho người ta đốt tiệm các bạn ngay lập tức. Thì đương nhiên khách hàng la dày các bạn và anh em mình, thì đương nhiên mình có quyền chửi thằng thợ tiện đó. Mọi người hiểu không? Đó là cái quy luật làm ăn. Đồ mà làm thế này toang hết con xe thật, xúc bắp. Hay cây lửa, bố nào cũng bảo cây lửa này hơi lỏng là phải thay. Cây lửa này cho phép độ dơ nó là bao nhiêu. Còn cây xăng này nó dơ nhiều quá, nó nổ ganti sẽ có tiếng kêu rất khó chịu. Thì ai không biết là các cụ thay cái xúc bắp này các cụ lời được 40-50 ngàn. Cái điều đó không quan trọng. Cái xúc bắp zin ở trong xe, nếu anh em thợ tiện không có xúc bắp xịn thì xoáy cho em. Bây giờ ông thay cái xúc bắp này, ông bảo lời 30, tôi cho ông 40 luôn. Được chưa? Không cần phải thay xoáy miễn phí. Nên nhiều lúc thật sự mang đồ cho anh em thợ tiện thì xúc bắp không cho anh em thay thì mặt anh em nhăn như cái thớt. Thì tôi đã bảo là anh em có thể xoáy lấy 40. Đó, ok, thay cặp xúc bắp này lấy tôi 40. Ở nhà tôi kiểm tra là ok. Đấy. Ở đây là tôi cho phép làm điều đấy để mà anh em có tiền. Nhưng ai không biết là mới ăn thay để có tiền. Nhưng thay toàn cái đồ đều. Ok. Đó là cách mình tư duy cho anh em làm nghề. Thật sự mình không giỏi nhá. Mình không giỏi đâu, mình cầm cây dê này lên. Mình cảm thấy cặp bi này thợ tiện đóng có ok không á. Mình dám đảm bảo mọi người điều đó. Kể cả vô nhông xin cam. Mình chứ phải, mình chỉ lên mạng, mình nói phép thôi. Nhưng thật sự mình nhìn cái này là mình sẽ biết ngay. Quay bi mình cảm nhận là ông này đóng bi vào có ok không? Đóng bi vào sượng vứt bỏ. Rồi xúc bắp xoáy có độ dơ ngang là bao nhiêu? Bít tông này mình chỉ cần mình bỏ vào, mình cái nòng mình đẩy là mình biết cái quả bít tông này có ok hay không. Đấy, ở trong cái động cơ xe ga này nó chỉ có mỗi cái cây gen. Tay, hai cặp bi, thục, quả bít tông, cốt cam, hai cái xúc bắp, nhờ kéo được hay không? Thì đương nhiên chúng ta phải nhờ tựa vào cái xe cam. Quá nhão luôn. Đi ai đi đều. Nhão nhẹo. Rồi trong này tét le hết. Thì đương nhiên sẽ không im. Có nhông cốt cam. Nhông cam. Chủ quá ẩu luôn. Chủ ẩu sợ phát khiếp. Đó là anh em chia sẻ, anh chị chia sẻ. Trời ơi, ổ bi này mà nổ máy lên mà không xào, mẹ Đình Tuấn đưa cái đầu cho đá bóng luôn. Trời ơi, trời quay bên bi tức rực. Bên bi này còn ngon này. Đúng cái này rộm rạm mà khi các bạn chỉ cần đóng một cái lực vào đây thôi, nó chỉ cần tì bên bi lại. Nó chẳng cần khác gì anh em lấy cái tô vít này, anh em bậy một cái lực rất mạnh vào bên bi này. Thì đương nhiên cái lưng ở ngoài này thì nó sẽ nghẹo một bên ngay. Nhờ nó ngoẹo qua một bên thì đương nhiên nó mới đẩy cái nhông này ra, nhờ cái lực ép vào đây. Ghê thật, táng đây. Ủa cái này các bạn phải chơi cái búa thiên lôi đục địa ở táng vào đây thì còn gì cái gen nữa. Đủ quá ẩu cho thời buổi bây giờ, chỉ biết là lấy tiền anh em thợ thôi. Đầu tư học thì không chịu học, đầu tư thì bảo lâu lấy lại vốn. Đó. Anh em thấy không? Về nhà chúng ta phải xem đồ. Tí nữa mình làm xong cái này, mình sẽ quay một cái clip cho các bạn. Đồ nó phải là ngon lành cành đào. Còn cái nước tẩy này á, mình tẩy một phát là phải trắng. Còn cái nhôm này các bạn tẩy mặn quá thì nó có thể hơi thâm, kệ ông nội nó sạch là được. Thấy chưa? Nhìn nó dơ dãy, cuộc đời nó bẩn, dầu nhớt tẩy. Thì đương nhiên thuốc tẩy mà. Đấy, thì tẩy ở một cái lực nó khá là mặn. Khi chúng ta ngâm lâu thì nó hơi bị thâm tí. Còn trong trong này thì nó trắng như ngọc trinh. Rồi tí nữa mình sẽ để vô cặp lốc này. Thật sự bản thân mình thì đương nhiên thật sự mình làm nghề, thật sự cái máy này thì đôi khi mình lắp vào để khách hàng không biết, mình cứ bao cho nó êm là được. Nhưng thật sự mình rất khó chịu khi mà một cái thứ gì đó mình cầm trên cái tay này, mình cảm thấy là cái con người mình cảm thấy là mình cầm một cái món đồ cảm thấy nó không sướng. Đấy, nó cảm thấy không thỏa mãn cho cuộc đời này. Thì đương nhiên mình phải có một tiếng nói mọi người ạ. Đấy, anh em mình thợ mà, nên nhiều anh em thật sự em nói này. Cái nghề này chẳng đẳng cấp gì đâu, chẳng qua mọi người chịu khó làm, mọi người để ý một tí
mọi người có cảm nhận một tí, mọi người làm thợ tiện này đẳng cấp thì mọi người sẽ nhìn thấy cái món đồ cầm lên nó bóng láng luôn, các bạn phải soi như gương. Còn những cái thợ tiện mà lèo phèo thì thật sự chán mỡ đời. Vài cái ông mà làm xe cúp, xe đam, xe quay, xe gym ngày xưa, những cái máy tiện đấy tốt nhất là mang đi cân ký. Tốt nhất những cái máy tiện đời xa xưa đó là mang vào cứ giã cọc như thế này, rồi lấy cái máy, lấy cái mắt để nháy như thế này. Thì tốt nhất em nói anh em thợ tiện ở Bình Định này, tốt nhất là giục mấy chai bỏ hết đi. Chẳng làm than làm đồ cho anh em thợ yếu về nhà, đồ nó hằn ra bã. Bây giờ nhiều anh cứ tháo ra tháo vào cái động cơ này hết cha 2 ngày. Đúng không? Làm cái xe này ở quê lấy bao nhiêu, nhiều ông làm cái máy này lời được có 700 ngàn bạc, ở đây có nhiều ông làm có 500 ngàn. Có nhiều ông chia sẻ với Đình Tuấn là mình làm cái máy ở quê này người ta cạnh tranh rẻ lắm Tuấn ạ, tháo ra làm cái đầu nòng lấy có 900 ngàn, làm cả gen nữa thì may lắm kiếm được vài trăm triệu đổ lại. Làm cả ngày 2 ngày trời lắp vào, Tuấn ơi lại kêu ở trạng thái các bạn xa thợ tiện, các bạn phải chạy đi cho thợ tiện kiểm tra lại, bởi vì anh em quá yếu đấy, anh em không biết kiểm tra đồ, anh em bảo lại mang thợ tiện, anh ơi anh kiểm tra lại em cái này có bị gì không. Thế là một thằng thợ tiện lại quát cái thằng thợ sửa xe ở quê, cái này ok mà mẹ tao ép bao nhiêu lâu nay tao làm đồ, mẹ anh em thợ về nhà lắp ok mày lắp làm sao chứ, về nhà kiểm tra lại. Thế thằng này lại sợ toán hết cả đít lại, đái mẹ cả ra quần. Thế là chạy về lắp vào thì mẹ nghiêng ngó hết cái này, nhắm cái này lắp vào lại kêu. Thế là kêu ở đây chứ kêu ở đâu. Đó là trong cái quy luật làm ăn thì mọi người phải lưu ý cho mình, cái nghề này mẹ nó khổ lắm. Lệ Duyên bộ nồi xe thác giá bao nhiêu thì anh comment và em với Zalo. Thì đêm hôm qua thật sự mọi người ủng hộ em quá nhiều, thì hôm nay em chia sẻ tiếp về cái động cơ này, đồ em này đang xếp hàng, cảm thấy nhìn cái này em cảm thấy chán hết cả cuộc đời luôn, em muốn lấy cái búa gõ vào luôn, lấy cái búa đập nát cái gen này luôn nếu xe của em, đúng không? Háo ra nhìn cái món đồ này, gặp xe của em đập bể luôn. Đúng không? Nhìn thấy nó quá chán nản. Tuy mình làm mình có tiền đấy, nhưng cảm thấy mình quá chán nản tới thời buổi hiện tại mà làm cái gen như vậy, hư hết, đủ máng nhớt này. Má, cầm cái gen lên muốn ném cha và sọt rác. Đủ. Quá ẩu tả luôn, đủ mang tiếng chết. Đó là mình nóng, là mình nóng những cái này nha anh em. Đấy, còn anh em của mình thì chẳng có gì mình phải xúc phạm cả, mình nóng là nóng cái này. Đủ làm đồ vậy lấy tiền anh em thợ không? Bày hàng anh em chốt khá là nhiều hôm qua. Đấy. Tất cả cái gì hôm qua anh em đã ok em tặng được thì em tặng, em đều ghi ở đây nha. Đó, chữ ký của em. Đó. Chán lắm mình ạ, thợ tiện ở đây chỉ cần mẹ hoe mồm một phát bảo Tuấn ơi mày chưa đủ tầm để lắc cái động cơ thì thật sự thằng đấy chia tay sớm trong mưa ngay. Vì mình ạ, ở đây không người biết thợ tiện nào nhá, chỉ cần bảo Đình Tuấn ơi mày phải đi học cái lắp ráp cái động cơ đi thì thằng đấy chia tay trong vòng một nốt nhạc. Đó. Chỉ cần ở đây mà anh em thợ ở đây mà đi làm đồ, bất kỳ một thằng nào về nhà mình cầm cái món đồ cảm thấy mình không đạt, mình chỉ cần gọi điện thoại cái lo mà đi kiểm tra ngay. Đừng có nói bảo cái này ta làm ok rồi, mày không biết gì thì mày im cha, thì thằng đấy chia tay một nốt nhạc. Alo. 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 Điện thoại mà không nói cái gì. Đó thì anh em yêu cái gì thì mọi người truy cập vào cái Zalo cho em nhé. Để chiều nay em lên toa là hầu như nó khá là nhiều. Rồi bộ tài liệu tặng anh trai, cái này đang giảm giá, ok. Đó, 2.450.000 combo. Về nhà các anh có cái bộ này thì chẳng bao giờ sợ cái gì. Cái này điện áp, cái này hệ thống kiểm tra LED. Rồi anh này ủng hộ 3 bộ nồi 125. Ok. 5 ổ bi, bi này bi xịn nha anh em. 3 dây cô loa. Rồi cái này ủng hộ khá là nhiều. 4 bộ nồi sau. Rồi đồng hồ kèm theo cái này kim full. Nồi trước K44, 125, 110 bi mobin, nói chung khá là nhiều. Đây anh này nó dậy. Anh này khoảng tầm hơn 3 triệu, 3 nước tẩy rửa trong, 2 chai ngoài, 5 mobin, tiếp tục lại xong kiếm một bít. Rồi tụ bơm 25 chai, tặng 1 chai nha anh trai là 26.
54, 20, 24, 25. Em tặng anh một chai 26. Rồi cái này 50 tip nhất tập số đi Hà Nội Trần Trung, được tặng 3 tip. Rồi cái này của anh em này mua 10 chai mình tặng được 1 chai là 11. 5, 50 năm là 10. Ok, mình tặng anh em 1 chai. Rồi thì nước tẩy mà. Đấy, muốn zin, muốn đẹp như kiểu mà nhà sản xuất ra thì anh em chỉ đi mua cặp lốc mới. Ok. Rồi anh em này hôm qua chốt 10 bộ tặng 1 bộ, hiện tại em đang cháy hàng nha. Đấy thì cái này có thể ngày mai em gửi cho anh trai. Anh trai hôm qua mua 10 bộ, em đã tặng cho anh trai 1 bộ nha. Cái này hơn 3 triệu 10 bộ, em tặng 1 bộ. Nói chung là toa em lên khá nhiều. Đấy. Hôm nay có thể là 20 toa nha anh em. Đấy đồng hồ về cho anh em tới 30 cái, anh em nào cần thì cứ comment. Được không? Xài vài năm hư liệng cha đi mua cái mới cho nó chuẩn. Bởi vì trong quá trình xài vài năm rồi nó hư nó già, kiếm được rất nhiều tiền, đo được rất nhiều tiền thì bỏ mua cái mới. Đó. Chứ không phải là chúng ta bỏ ra vài trăm mà chúng ta xài mãi mãi cả cuộc đời được anh em ạ. Bởi vì nó chỉ có mấy trăm ngàn. Xài lâu ngày linh kiện điện tử trong này giá trị sai có mấy trăm ngàn, dục mua khác tiếp. Một đời ta ba đời nó. Có cái gì đâu, nhiều anh em bảo xài cái đồng hồ 3 năm rồi hư phí thế. Nó có mấy trăm ngàn thôi anh chị ạ. Không có cái gì là đáng kể cả. Đó. Ở đây hôm qua nhìn rất nhiều anh em chốt ở trong cái Zalo này, anh em này chốt mới nhiều này. Anh em này mua hết tất cả luôn, mua một món này. Rồi, ống sáo là 2 này. Nước tẩy là 3 này. Rồi, nhớt là bốt này. Rồi, nồi là 5 mua 10 tặng 1 đêm hôm qua này. Đấy, cái này nữa này. Ăn này hôm qua ăn hết chốt hết. Ôi, khuya rồi mai liên hệ lại ăn, ok ăn mới gọi này. Đấy thì tất cả hôm qua những anh em nào đã chụp những cái hình này, anh em chốt hết 1 món 2 3 4 5 rồi 6 món. Đấy cứ mua 10 tặng 1. Ok. Ghê thật. Đây, hôm qua rất là nhiều này. Cái này bắt chiến một cái tờ xế luôn này. Nhiều lắm anh em ơi. Duyên Hải này. Đó, rất nhiều Vũ ăn. Đấy lại chuyển khoản cái gì ở đây. À hôm qua hai cái bộ này 500k ok luôn. Cháy hàng luôn. Có mấy trăm ngàn thôi Sơn Nam ơi, rẻ thúi mà em. À, đang vui vẻ cầm cái dê lên bực hết cả mình quý vị ạ. Chán khi cầm cái dên một người thợ tiện làm không có đủ chuyên môn vậy mà cứ lấy tiền. Anh Thọ Trần ăn Zalo cho em nhá. Rồi tất cả anh em hãy truy cập vào em cái Zalo số kia kìa. Đấy, chiều hôm nay không phải 20 toa, không phải tay ga điện toán đêm hôm qua cháy hàng luôn. Cái này tí nữa thì 10 lọ nữa thì hết, cứ 10 tặng 1. Rồi cái này hai anh em lớn nữa này, 10 tặng 1 nữa này. Về nhà tha hồ rửa cái lốc này. À, lúc sáng em mới xịt thử, em đã đăng lên YouTube này. Này. Thấy chưa? Nó dơ như này này, kỳ biết bao giờ ra. Đó, đưa vào cái là ok thôi chứ có cái gì đâu. Tí tẩy hết. Trong này tẩy trong trắng để khi chúng ta lắp dên lắp động cơ vào cho nó nhớt mới cho nó sạch. Đấy gấp. Đó, đen thâm xì hết, tí tẩy hết luôn. Còn nước ngoài kia không em nhỉ? Đây cái này mình cũng tẩy luôn anh em ơi. À yeah. Anh em nào khô anh em có cái dầu degen á, anh em xịt qua cái. Nghe thấy không? Đó, nè, nè. Cái này anh em có cái máy rửa xe xịt luôn nhá. Cho miếng nước mọi người. Cái này anh em có máy rửa xe xịt vào luôn. Xịt vào luôn cho em cho máy rửa xe. Đó, cái này em dùng nước này này. Mọi người thấy không? Đó, cái này mọi người có cái máy rửa xe, mọi người xịt tới đâu mọi người đẩy tới đó luôn. Thấy chưa? Đó, cái này pha loãng thôi. Cái này bằng nhôm mà. Rồi, trong này. Mọi người có cái máy rửa xe á.
Đấy. Thấy chưa? Có máy rửa xe mọi người chơi luôn. Xịt nó dùng một cái lực. Đấy, cái này nó tẩy cái ra, mọi người dùng máy rửa xe mọi người ốp vào. Phải không? Này em lấy nước em hát vào cho mọi người này. Ừ. Pha vừa vừa thôi. Đó, này. Thấy chưa? Xịt tới đâu lấy máy rửa xe đưa vào luôn. Nếu mới cái nhôm này nhá, anh em có máy rửa xe anh em đưa vào luôn. Ừ. Thấy chưa? Thấy rớt cái ác kìa em cho. Nè châu bò này anh em này. Đó. Này em thử lấy con quét qua nè. Ừ, nào. Nghe chưa? Chúng ta làm máy xong thịt thì free cho khách hàng lấy giá cao hơn chút. Ừ. Trắng như ngọc kinh hết. Thôi em trai. Cái này là demo. Ừ, này. Đấy, này. Thấy không? Nhìn nó sáng sủa luôn. Máy rửa xe anh em. Ừ, thấy không? Đó cả nhà thấy không? Khách hàng nó khoái ngay. Bên em. Đó không thấy không? Đấy. Thôi em trai. Nè. Mọi người thấy sao? Thấy chưa? Đó. Cầm ngã các bạn em trai. Trắng như bọc bưởi hết. Đấy, còn cái này chúng ta sẽ tẩy bên trong. Cái này anh em sẽ tẩy lốc bên trong à. Đấy, cái này anh em xịt vào, anh em lấy cọ cọ, anh em lấy máy rửa xe xịt cái trắng bốc luôn. Thì cái này là tẩy trắng nha anh em. Còn kia tẩy nhôm bên ngoài. Thế thế thôi, chúng ta có máy rửa xe làm vài bản cái là ok ngay. Trắng đẹp như mơ, huyền mờ luôn. Về nhà nhanh nữa. Ờ, ấy đồ tí đi làm. Tí làm đồ em. Cái điện thoại ăn đây rồi nhỉ? Sao? À, Xuân Nguyễn sao bác im lặng thế? Chào Nguyễn Nhật. Nguyễn Nhật hôm qua ủng hộ anh cái gì đấy nhỉ? Thế tất cả anh em truy cập vào cái Zalo cho em nhé. Anh em nào gọi nhiều quá luôn. Ra đó mình tẩy rửa mình lấy thêm 100-200 ngàn nữa anh em ạ. Là cho nó ok. Phi Tuyển. Chào anh trai. Đấy, tất cả anh em truy cập vào giùm em cái Zalo nha mọi người. Sư phụ hôm nay có sinh nhật nữa không? Mẹ tối qua sư phụ bay mẹ mớ rồi Trần Trung ạ. Ơi rồi SU SU đêm hôm qua, nguyên đêm hôm qua là tội mất gần 1 triệu SU rồi. Đó. Mua 1.250.000, hứa với lòng bán 1.200.000. Zalo kẹt luôn luôn. À, gửi cho mình 10 chai rửa lốc máy ngoài nữa nhé. Đó 10 chai nữa sẽ là hết. Ok anh trai. Đúng không? Anh em chỉ cần máy rửa xe. Anh em khu vực ngon. Thế là hết nước tẩy. Đây là tiếp tục 10 chai nữa này. Gửi mình 10 chai rửa lốc máy ngoài. Anh em có thể vào Facebook của em. Em vừa rồi sáng nay em đã tẩy rửa cho anh em nữa. Được không? Thứ nhất là giao cái xe cảm thấy nó thì thầm, hai những cái động cơ nó sạch sẽ. Khách hàng nó khoái. Đơn giản là cái này dễ nhìn nhất ở cuộc đời này. Đấy. Chịu khó tỉ mỉ nữa là nó trắng. Đấy, đưa cho khách hàng xem. Khoái không? Nhìn cái xe nó đẳng cấp.
Đấy. Mở cái này là cái gì? Mở cái này anh em có thể ok, anh em xong rồi anh em lấy cái dầu diesel. Đó, lấy cái dầu diesel là dầu chạy ô tô đấy, anh em đưa qua cái làm gì? Để ba cái nhựa đường này. Đó ra. Cái thứ hai nó đỡ thâm nhôm. Đó anh em tẩy trắng như thế này. Thì cái này sẽ là cái đen đen nhựa đường. Anh em phút qua cái. Đúng không? Phút qua cái anh em vứt ở đó luôn. Đó, thích nữa tí chúng ta lắp động cơ vào, xe vào chúng ta xịt phát nó nhả hết là xong. Đấy, không bao giờ thâm lốc. Đấy, còn cái này nó đen đen cũng ok, trắng là được. Còn hơn là cái xe nó bẩn, hôi hôi. À, số giáp ơi, Zalo em trai nhá, không hết nhá. Đấy, anh em nào hay bổ động cơ thì dùng chai trắng, ở ngoài thì dùng cái này. Thì bây giờ mà anh em cứ bảo có ok không thì em nói này. Ok chỉ có thay mới, thay lốc mới. Cái này để làm gì? Để cho chúng ta nhăn. Thì nhiều anh em cứ đòi hỏi bảo ừ tẩy cái này ra nó được như zin không? Ngày trên đời này để được như zin ấy thì trừ khi bốc từ khuân ra. Mọi người hiểu không? Nếu thật sự ở trên đời này tất cả một cái động cơ hay bất kỳ một cái gì đã hư hỏng rồi mà chúng ta tẩy rửa ra mà bảo làm như zin hay không, nhiều anh em bảo mua nước tẩy. Tuấn ơi, có tẩy cái lốc nó như zin không thì tốt nhất em không bán, không bán được. Đấy, nên ở đây là anh chị thông cảm cho em. Anh chị ở đây là chúng ta làm nghề, chúng ta khác một người khách hàng. Khách hàng vào bảo ơ em ơi, Tuấn ơi, em ơi, một cái động cơ này hơi kêu, hồi giờ anh chị chưa ra máy, không biết bây giờ giá ra lắp vào nó có êm không, nó có được zin không. Anh chị buồn cười, khi một cái động cơ anh chị hoạt động trong vòng khoảng vài tháng hay là năm, do anh chị không thay dầu mỡ hoặc là nó bị lỗi cái gì đấy, ví dụ nó lỗi cái gì đó xúc bắp chẳng hạn như vậy, thì đương nhiên phải giá ra rồi, giá ra thì đương nhiên phải lắp vào êm. Anh chị ở đây đừng có nói là như zin đấy, nhiều anh đó là anh chị khách hàng thì mình sẽ giải thích. Còn đây anh em thợ mà, có bao giờ cái lốc nó thâm xịt, nó bẩn, nó dính, nó đen thùi lùi mà tẩy cái này ra được như zin, chúng ta tẩy để cho nó trắng. Còn tùy theo anh em pha thì nó hơi thâm một chút xíu cũng được, có sao đâu. Đấy, mọi người hiểu không? Nên hơi chí ở anh chị nhiều lúc kể cả khách hàng của xe của anh chị nâng niu lắm. Hồi giờ mua về nhà anh chị ít đi thợ để cho người ta đụng chạm mà, bởi vì xe về còn zin. Em nói thật sự anh chị và anh em thợ cái kia lấy về nhà có thể dằn không? Hay là chúng ta làm trước rồi chúng ta mới lấy nhau về. Nên cái quan điểm ở đây là thật sự một cái cực kỳ ở cái cuộc đời này, cái quan trọng nhất là cuộc đời này là con người ở với nhau để chúng ta chẳng giữ cho nhau cho zin được nữa kìa. Cũng chi là con xe hai vợ chồng đi làm về nhà tích góp ở cuộc đời này. Đấy, vợ một chân chồng một tay để làm gì, kiếm được tiền mua con xe thì lỡ nó hư thì sửa có gì đâu, hơi tí cứ mất zin. Đấy, cái kia về nhà chưa lấy về nhà đã làm cho nó to ra rồi, zin cái gì nữa anh chị. Cái quan trọng là sống với nhau nó có hạnh phúc hay không. Zin mà ở cuộc đời này không hạnh phúc cũng chia lìa. Còn không zin mà nó về với nhau hợp tình hợp lý, đi tới với nhau hết cuộc đời này, người này chết rồi thì người kia ở bơ vơ một mình thờ cúng. Đấy, lo cho con cái sự nghiệp nuôi lớn lên là người đã hạnh phúc. Nên hơi tí cuộc đời này hơi tí bảo zin. Có nhiều anh em thợ bây giờ làm nghề với em, thật sự em không biết là mấy anh làm nghề như cái gì. Tuấn ơi, nước tẩy mình sử dụng rất nhiều rồi, nhưng nước tẩy của Tuấn quảng cáo ra tẩy cái lốc như zin được không? Zin thì các anh phải liên hệ với nhà hết sản xuất. Đấy, mua cặp lốc mới. Bánh cát nó cũng như thế thôi, chẳng qua nó lâu, bánh cát nó bụi thì chúng ta sử dụng cái này. Đấy, để cho nó sạch, làm cái động cơ, khách hàng người ta có nói gì đâu. Còn khi các anh dọn xe, các anh pha loãng cho em. Còn chơi trong, các anh xịt khô cho em một cái, các anh chơi dầu diesel đi qua một phát. Đấy, dầu diesel bóng lại, dọn xe thì phải dầu diesel nhé. Đấy, nhựa tiếp tất cả, có dầu hắc đồ nó sẽ là nở ra và chúng ta xịt. Đấy, anh em nào sợ lốc, rồi mốc mốc thì anh em khô cả, anh em xịt dầu diesel cho em. Làm cái bét. Đấy, mua cái Victoler bao nhiêu đấy, về nhà lấy cái dầu diesel mua khoảng lít chai nhớt để đó. Xịt có mà biết bao giờ hết. Một lần chúng ta xịt sơ qua cái nó phà qua cái dầu diesel. Ok mọi người. Đấy thì tay em ở đây em cũng đeo vào tay. Còn mọi người nào ấy mà nó bị dị ứng thì mọi người làm cái này. Bởi vì cái gì cũng vậy, nó có chất axit. Thì mọi người sợ nguy hiểm cho đôi tay, mọi người tốt nhất mọi người đeo cặp vào tay vào. Đấy, mua cặp vào tay cao su vòng vàng á, có mấy ngàn à.
còn em ở đây nó lại không bị. Cái da tay em đây rất non nha mọi người. Đấy, xịt trực tiếp. Đấy, từ sáng giờ xịt khá là nhiều. Đấy, nó không bị. Còn anh em nào ok nữa thì chúng ta hãy mua cái bao tay. Rồi, cái video đến đây xin phép tạm dừng. Anh em nào cần cái gì thì ủng hộ nhá. Tất cả. Đấy, điện thoại Zalo em một ngày nghe cháy máy luôn. Nghe một ngày cháy máy. Em nghe anh trai ơi. Đâu, để đi sáng luôn à? Dạ, đi sáng suốt. Xe có bị chuột gì cắn gì không? Dạ, con tháo hết rồi, không thấy nhau chuột gì hết. Không, bật khóa điện lên không có để đi luôn à? À, không. Không bơm xăng à? Có bơm không? Có bơm. Có bơm à? Dạ. Không đè được à? Dạ, không đè được. Anh kiểm tra chỗ rờ le nào, mở yên lên. Mấy chân chống nghiêng. Rồi mấy chống nghiêng nhá. Chống nghiêng coi trực tiếp luôn. Cắm máy mà không đọc được lỗi hả? Dạ. Tất cả FB có về mất lật đề đúng không? Dạ. Rồi điện có lỗi sáng suốt luôn. Anh kiểm tra trên chống anh đo về IC coi nào có báo lỗi không nào. Báo lỗi mà không đọc được à? Dạ không đọc được, em cắm cái máy vô mà nó không đọc được. Anh quay vào cái máy cho em nào. Tắt bật khóa điện đi. Lỗi kết nối rồi. Đâu cho cái jack nào, cho cái jack anh cắm vào nào, cho em coi cái jack nào. Jack. Quay vào cái jack cho em nào. Ồ, bên ngoài nó còn cái chụp mà đúng không? Dạ, cái chụp. Để mình coi trong cửa sắt. Coi trong sắt đợt lấy nè. Đo còn dây con lai từ xuống đi sơ đồng thông mặt hết. Dạ. Rồi anh chờ em chút, em gửi anh cái sơ đồ mặt điện này qua nhá. Dạ dạ dạ. Đúng rồi, anh Khánh Mô Tô. Rồi anh em cần gì truy cập Zalo em nhá. Em xin offline đây.